Kính chào anh chị em, chúng ta cùng lắng nghe tin mừng của ngày thứ ba trong tuần thứ nhất mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lời Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại, nói với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta nghe Thánh Luca ghi lại đoạn tin mừng. Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Ngài nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Chúa nói là Chúa Cha đã mặc khải những điều này cho những người bé mọn. Những điều này là những điều nào anh chị em? Đó là những điều nào? Đó là chính Chúa Giêsu. Chúa Cha mặc khải chính Chúa Giêsu cho chúng ta, mặc khải con của Ngài, ban con của Ngài cho chúng ta, cho những người bé mọn. Ngôi lời nhập thể. Thiên Chúa tỏ mình cho nhân loại nơi Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu đã khẳng định: Ai thấy Thầy là thấy Cha, ai nghe Thầy là nghe Cha. Không ai đến được với Cha nếu không qua Thầy. Qua Chúa Giêsu nghĩa là sao? Qua Thầy, qua Chúa Giêsu nghĩa là phải tin vào Ngài, yêu mến Ngài, lắng nghe và giữ lời của Ngài, thì chúng ta sẽ khám phá được Thiên Chúa là ai. Chúng ta sẽ đến được với Thiên Chúa, sẽ cảm nhận được quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúa Giêsu nói với tất cả, Chúa Cha ban Chúa Giêsu cho chúng ta, ban con một của Ngài cho chúng ta với tất cả thần khí khôn ngoan và sức mạnh của Ngài. Đó là Chúa Cha mặc khải cho những người bé mọn. Chỉ những người bé mọn, đơn sơ, thành tâm thì mới đón nhận được cái mầu nhiệm này. Và Chúa Giêsu nói tiếp: Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Chúng ta biết được Thiên Chúa, biết được Chúa Giêsu, đó là cái ơn đức tin Thiên Chúa ban cho chúng ta đó, chứ không phải tự sức chúng ta đâu. Khi Chúa Giêsu hỏi các tông đồ, người ta bảo con người là ai, Thầy là ai, thì Thánh Phêrô nói: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và Chúa Giêsu khen Phêrô: Không phải bởi xác thịt tự sức của con mà con nói được như vậy, con biết như vậy đâu, nhưng mà do Cha Thầy ban ơn cho con đó. Cho nên kính thưa anh chị em, cái ơn đức tin của chúng ta là cái ơn cao trọng, là cái ơn cứu độ Chúa ban cho chúng ta đó, không phải tầm thường đâu. Không phải tự nhiên mà chúng ta tin vào Chúa, biết được Chúa đâu. Chúng ta thấy nó có vẻ tự nhiên, nhưng mà không tự nhiên. Chúa ban cho chúng ta qua gia đình, qua giáo xứ, Chúa quan phòng, Chúa lo liệu để cho chúng ta đón nhận ơn đức tin của Chúa, tin vào Chúa. Đó là ơn trọng của Chúa, tình thương của Chúa ban cho chúng ta đó. Chúng ta phải nhận ra cái ơn đó. Cho nên ông Pascal ông nói đó, bạn muốn có đức tin hả? Hãy quỳ gối xuống, tức là hãy cầu xin, hãy cầu xin Chúa ban ơn cho, Chúa ban ơn đức tin cho. Nếu chúng ta thấy mình còn yếu đức tin, thì hãy xin, hãy cầu xin, lạy Chúa sẽ ban ơn đức tin cho con,
đức tin của con còn yếu kém quá, xin Chúa xót thương con, ban ơn đức tin cho con. Rồi Chúa nói tiếp trong cái bài tin mừng, phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa cũng đã muốn thấy điều anh em thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em nghe mà không được nghe. Chúa nói các tông đồ có phúc vì đã thấy, vì đã nghe. Thấy Chúa Giêsu và nghe Chúa Giêsu, thấy Chúa Giêsu làm các phép lạ và nghe những lời giảng dạy của Chúa. Và chúng ta hôm nay chúng ta cũng có cái phúc đó. Chúng ta không thấy Chúa bằng con mắt của mình, nhưng mà thấy Chúa bằng đức tin. Chúng ta thấy Chúa bằng đức tin, biết được Chúa làm các phép lạ để cứu giúp người ta, nghe những cái lời hằng sống của Chúa ban cho chúng ta. Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh, mà bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra, bởi mọi lời do miệng Chúa Giêsu phán ra. Chúng ta có phúc. Rồi chúng ta được thấy một giáo hội của Chúa lớn mạnh suốt hơn 2.000 năm nay phát triển. Chúng ta thấy ơn lành của Chúa, công trình của Chúa thực hiện trên thế giới này, ơn cứu độ của Chúa cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Và những cái mầu nhiệm lớn lao đó, Chúa nói là Chúa trao mặc khải cho những người bé mọn, những người đơn sơ. Thánh Teresa hài đồng Giêsu là một người bé mọn, đơn sơ, khiêm nhường. Và trong cuốn sách của Ngài để lại, Cuốn Một Tâm Hồn đó, Ngài đưa ra cái đường lối tu đức là con đường bé thơ, con đường bé mọn, sống đơn sơ, sống khiêm nhường thì sẽ được Chúa thương, sẽ khám phá được Chúa, sẽ đón nhận được hồng ân quyền năng của Chúa. Và Ngài đã sống trong cuộc đời của Ngài cái con đường bé mọn đơn sơ đó, con đường khiêm nhường và hy sinh. Một ngày kia, chị Teresa được phân công làm cỏ ở ngoài vườn. Chị làm cỏ một hồi nó mệt, chị vào hành lang chị ngồi chị nghỉ. Chẳng may mẹ bề trên đi ngang qua, mẹ bề trên lại trách mắng chị. Mẹ bề trên nói, cái chị này hay nhỉ, được phân công làm cỏ mà không chịu làm, lợi dụng cái góc vắng vẻ như thế này ngồi chơi cả ngày hả? Nếu như chúng ta là chúng ta đau đớn lắm, bực mình lắm, chúng ta sẽ nói ngay là thưa mẹ, con đã làm hồi sáng giờ mệt quá, con ngồi con nghỉ mà. Nhưng mà Teresa thì khác. Teresa bình tĩnh, hiểu không? Và nghĩ rằng mình chấp nhận một chút hiểu lầm cay đắng này vì lòng mến Chúa và yêu các linh hồn. Teresa nói với mẹ về trên, vâng, thưa mẹ, con đi làm. Rồi một cái lần kia, chị Teresa ngồi giặt đồ với các chị em. Chị bạn làm bọt xà phòng nó văng lên người, lên mặt của Teresa. Teresa rất khó chịu, muốn phản đối. Nhưng mà Teresa kịp tự chủ, nghĩ trong lòng, thôi mình chấp nhận chút hy sinh này vì lòng mến Chúa và yêu các linh hồn. Teresa làm thinh, không nói gì, chịu đựng. Thì những cái nhỏ nhỏ như vậy đó, nhưng mà nó nói lên một cái tâm hồn rất là anh hùng, rất là vĩ đại mới làm được, chứ không phải ai cũng làm được đâu. Đúng không, thưa anh chị em? Xin mẹ Maria, thân cả Giuse chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta sống khiêm nhường, đơn sơ, thần tâm yêu mến Chúa, lắng nghe và thực hành lời Chúa. Amen.